Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay chúng ta trước khi qua cái phần mới á, thì ta ôn lại ngày hôm qua, vì ta đã có sự nghiên cứu và chúng ta ôn lại, chúng ta đi qua phần trước ha. Thì phần ôn hôm nay á, chúng ta nhớ lại là khi ta đi thiền hành đó ha, khi ta đi thiền hành thì quý hành giả cố gắng ghi chú cái phần chính, đối tượng chính của mình và phần phụ, đối tượng phụ của mình, luôn luôn phải có trong cái trạng thái gì, có cái sự chú niệm, không có quên, luôn luôn có trong trạng thái niệm. Thì khi ta đi thiền hành á, thì chúng ta sẽ đi gọi là gì, bước trái left step, bước phải luôn luôn chúng ta phải có hai cái này, cái đó là đối tượng chính của chúng ta, quên là. Rồi khi mà chúng ta đang đi mà chúng ta nghe, chúng ta niệm nghe thấy không, hay là chúng ta đang thấy, chúng ta đã thấy hay ta ngửi hay là chúng ta ném, hay chúng ta đụng hay chúng ta nghĩ nghĩ này nghĩ hội nha, chứ không phải nghĩ ngã nha. Nghĩ cái này là nghĩ hội chứ không phải nghĩ ngã. Nghĩ ngã hay nghĩ hội? Ngã hay hội? Ngã tức là đang suy nghĩ, còn nghĩ cái là đi vô trong phòng luôn. Hiểu không? Rồi chưa? nghĩ là ta đang suy nghĩ vậy đó. Ta phóng tâm đi, ta nói nghĩ à, phải không nào? Rồi chúng ta, nếu như ta phóng đó, ta nói phóng, đúng không? Đó là cái phần gọi là phần phụ, đối tượng phụ của ta. Ta phải nhớ, ghi chú hết tất cả. Rồi khi ta qua thiền tọa đó, thì ta phải nhớ cái gì? Phòng à, đúng không? Phòng à, và sập à. Thấy chưa? Chúng ta nhớ phòng à, sập à. Cái này là đối tượng chính của ta. Khi mà hai cái đối tượng này mà nó mất á, thì chúng ta có quyền tăng thêm hai cái phần đối tượng chính của nó là gì? Ngồi và đụng à. Chúng ta nhớ cái đó. Rồi song song đó thì chúng ta vẫn còn tiếp tục đi theo những cái này. Giống như ở trên. Chúng ta cũng tiếp tục đi theo. Nghe à, thấy à, ngửi à, ném à, đụng à. Rồi nghĩ à, phóng à. Khi chúng ta đang ngồi nghe, rồi đang theo dõi phòng sọp hay là ngồi đụng, mà chúng ta có những cái đối tượng phụ nó đến ta, ta cũng phải chú niệm nó như vậy đó. Rồi khi mà chúng ta làm được hai bước như vậy đó, thì đến cái thiền chủ, hoặc là tới cái trạng thái đứng, thì chúng ta cũng có trạng thái là gì? Đứng à, đúng không? Đứng à. Rồi xong xuôi cái là tiếp tục là gì? Là đụng à, đụng cái hai bàn chân của ta, hay là hai cái ngón tay của ta đụng nhau đó, ta nói đụng à. Rồi cũng như vậy, ở nơi đó chúng ta có nghe những đối tượng phụ á, thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục chú niệm trong cái đối tượng phụ đó. Rồi thiền ngoại mà thôi, cái này không có ghi đâu, không có ai làm cái này đâu, thôi khỏi cái ghi cái này đi, đâu có ai làm cái này đâu mà đi cái thiền ngoại chứ mất công. Có không? Có ghi tiếp. Vậy là mình đi có đi thiền ngoại nữa hả? Chứ tăng thì không có đâu. Chứ tăng không có đi thiền ngoại. Tại vì one cup xong cái ngoại xuống rồi. Không có thiền ngoại. Nên bên chư tăng khỏi cần ghi thiền ngoại. Bên đây có ghi thiền ngoại. Ok. Được chưa? Nè. Nằm à. Nha. Nằm à. Rồi chưa? Rồi cái đầu chúng ta đụng à. Rồi kế tiếp sau đó là gì? Phòng à. Thấy không nè? Phòng à. Rồi sập à. Đấy nè. Chúng ta nhớ như vậy đó. Trong cái thiền trụ á, khi mà ta đứng á, thì ta có cái phần bộ, còn phần chính của nó cũng có phòng à và sập à. Khi ta đứng á,
khi ta đứng cái trạng thái mà nó đứng như thế này, rồi người ta nói phòng mà sập à, phòng mà sập à, ngay trong đó. Rồi sau đó chúng ta mới, chúng ta mà ta đi tiếp. Nè, do đó đó, cái này á là chúng ta ôm lại. Thì khi mà quý hành giả mà mình làm được như vậy đó, thì sự chánh niệm của chúng ta, thì chánh niệm chúng ta càng ngày nó càng già dặn đi. Nó sẽ càng ngày càng già dặn luôn, maturely. Nó càng ngày nó càng sẽ được chín mùi lên. Quý chư hành giả nhớ như vậy đó. Khi chúng ta càng ngày càng chánh niệm, cứ khăng khít vô trong chánh niệm của ta, cứ bám giữ chặt cái tâm ta, ghi chú vào trong từng đối tượng, từ đối tượng chính tới đối tượng phụ, không bỏ sót cái gì cả, thì cái chánh niệm của chúng ta hay là cái sự noting á, cái sự chú ý của ta đó, sự chú tâm của ta đó, lúc đó càng ngày nó sẽ gì, maturely, nó càng ngày nó sẽ càng già dặn, nó càng 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 vững chắc và nó càng kiên cố hơn. Tâm ta không có bị chi phối hay là bị tác động những ngoại cảnh như chúng ta, như chúng ta được biết. Thì cái đó là cái phần phước bước thứ nhất. Cái đó là cái bài thứ nhất của chúng ta, cái bài thứ nhất của chúng ta thôi. Chư tăng chư ni, các quý Phật tử được các vị trong ban trường hạ đó cung cấp cho các quý chư tăng chư ni nhiều bài tập lắm, phải không nè? Có 16 cái bài thiền tập chưa? Có 16 bài thiền tập chưa? Bài thiền tập 1, 2, 3, 4 tới bài thứ 16 đó. Thì các hành giả của mình á, mà nếu đi lên tới bài thứ 14, đi tới bài 14, lúc bây giờ là danh và sắc mắt biến, disappear. Lúc đó danh và sắc sẽ không có. Mình sẽ được trong cái trạng thái 5 phút tĩnh lặng. Khi chúng ta bắt đầu yên tĩnh trong đó, mà chúng ta không có muốn, mà cũng không có, không phải làm cho nó có. Nhưng lúc đó nó yên, danh và sắc nó mất hết. Danh và sắc mất hết, chúng ta trao qua 5 phút như vậy đó. Qua 5 phút, khi nào chúng ta hành thực tập á, như cái bài thiền tập 16, cái bài thiền tập này á, mà các quý chư tăng trên đây có rồi đó, chúng ta cố gắng thực tập như vậy đó. Thì tới bài thứ 14 á, thì lúc đó đó, danh và sắc nó mất. Cái tê, cái nhất, cái suy nghĩ, tâm tư chúng ta mất trong 5 phút. Cái trong 5 phút nó lặng yên của nó. Xong rồi nó trở lại, cái người hành giả mới nói, trở lại lần thứ hai 10 phút, cái bắt đầu là nó trở lại liền, trở lại sau 5-10 phút nó mất, danh là sắc mắt. Cái mình cái hành giả qua 10 phút, mắt cái nó trở lại, khi qua 10 phút nó lặng, vắng lặng à, cái nó trở lại, cái người hành giả nói chứ, trở lại lần nữa đi, cái nó bắt đầu nó trở lại, danh sắc mắt nữa. Cái đó là bài thứ 10-14, nếu các hành giả mà tập đúng như vậy đó, sẽ có cái trường hợp đó xảy ra rất là dễ dàng. Qua cái bài thứ 15, á, là nó bắt cho chúng ta thực hành như thế này, là muốn lúc nào nó trở lại lúc đó, và cái thời gian mình muốn thì nó sẽ thực hiện lúc nào cũng được, không có sai chặt. Ví dụ như là tối mình mà không có bận rộn gì đó, cái bắt đầu mình ngồi vô, không có phải trở lại bài 1, bài 2, bài 3, 4, 5, tới bài 15 á, thì khi mình ngồi vô đó, mình nói chứ, một tiếng đồng hồ không có cái gì cả, vắng lặng, thì nó danh cũng có, sắc cũng có, ngồi yên trong đó. Và nó muốn, mình muốn chứ, một tiếng đồng hồ trong 60 phút, nó trở lại cho ta 10 lần, nó trở lại 10 lần, nó tới, danh sắc, bài thứ 15. Do đó, thì các quý thầy, các quý chư tăng, chư ni, cố gắng sẽ nắm cái bài đó mà chúng ta làm đúng như vậy đó. Trong cái đó là có ghi kỹ lắm, bao nhiêu phút đó. Thì các quý thầy, quý cô cố gắng cầm mấy cái bài 16 thiền tập đó, về cái mình làm bọc trong cái giấy hoa thiệt là đẹp, rồi thắt cái nơ lên đó, bỏ vô học tủ cắt. Được không? Được, cũng trả lời được nữa. Cái trả lời được, ta chỉ nói nghe à thôi, đâu có trả lời được, nghe chưa? Cái đó là bài 16, cái bài thiền tập. Rồi có cái bài mà bằng tiếng Anh không? Có bài tiếng Anh? Tối nay mới có hả? Cái bài tối nay mới có. Nghe nói chưa? Chúng ta có cái bài tiếng Anh, Vipassana Nhana sẽ gửi cho các quý thầy, quý cô
các quý Phật tử nào có duyên thì chúng ta cứ trao đổi tìm lấy, thì nó sẽ có. Nên cái bài 16, cái bài thiền tập này là sư đã hướng dẫn rất là nhiều trường hợp nó có xảy ra như vậy đó. Không có chặt, không có chặt 16 bài này em có sót qua nè. Dạ cảm ơn cô. Đó, cái này nó là 16, ở cái bài này là Vipassana, này của bên Miến Điện bằng tiếng Anh và nó có phần Pali. Thì tối nay vì lý do cái phòng máy in của trong chùa chúng ta nó hết mực á, nên in không được, thì sẽ cô Lý Duyên với các thầy Tâm Hải các vị sẽ nhờ bên ngoài in á, rồi sẽ đem vô cho Chư Tăng Chư Ni có cái này. Cái này đó là một cái bài phương pháp mà được bám chặt từ nơi của thiền viện Ma Si đó, nó từ nơi thiền viện Ma Si. Phương pháp này á thì vẫn còn được phổ biến rất là chặt chẽ, nên á các quý Chư Tăng Chư Ni chúng ta cần phải có mấy cái này bằng tiếng Anh, thì chúng ta coi tiếng Anh chúng ta quen với cái phần Bali đó chúng ta sẽ biết được. Còn cái này đó, cái bài thiền tập này chúng ta có không nè? Có à, đừng có bỏ qua, đừng có coi như là chỉ là một cái tài liệu để chúng ta có trong bàn trong tủ ta. Cố gắng đi đọc cái này nó sư soạn ra đó, phải trên cái kinh, dựa trên cái kinh nghiệm của mình á mới viết ra được cái bài này. Do đó đó thì các quý thầy quý cô cố gắng làm sao mà chúng ta làm được. Như chúng ta dở cái trang 13, bài thiền tập thứ 14, chúng ta dở cái trang 13, bài thiền tập 14. Cái phần mà thiền tọa đó, theo ông nè, bài thiền tập 14, trang 13, quý Chư Tăng Chư Ni có mở ra chưa? Ra chưa? Rồi. Cái trang 13 tức là nó đằng trước cái trang 12, chương 14 đằng sau, nhớ nè, nhớ chưa? Cái trang 13 đó, đằng trước đó là trang 12 đó, mà sau cái trang 13 đó là trang 14, chắc chưa? Nghe à, rồi chưa? Thấy không, cái chỗ phần 1 La Mã không? Thiền tọa đó, hành giả trước tiên tu tập về thiền hành, sau đó là thiền tọa, tức là sau khi ta đi vô thiền hành rồi đó, ta đi thiền hành trong khoảng 1 tiếng đồng hồ xong rồi đó, trở vô cái thiền tọa. Cái bài tập 14 này là với lời phát nguyện như sau: xin cho trạng thái sanh và diệt được hiện bài rõ ràng lên nhiều lần, ít nhất là 5 lần trong 1 giờ đồng hồ, thì nó đến liền. Cái đó là thứ nhất. Thứ hai, nếu trạng thái sanh diệt chưa được hiện bài rõ ràng và liên tục trong 1 giờ đồng hồ, từ 5 lần là tối thiểu cho đến 6 lần là tối đa, thì hành giả giảm số lượng thời gian lập nguyện xuống còn 30 phút với lời phát nguyện như sau: xin cho trạng thái sanh diệt được hiện bài rõ ràng lên nhiều lần, ít nhất là 5 lần trong nửa giờ. Xin cho trạng thái sanh diệt được hiện bài lên nhiều lần, 6, 2 lần, trong 20 phút, trong 15 phút, trong 10 phút, trong 5 phút. Hành giả phải cố gắng ngồi cho được 2 giờ đồng hồ mới đổi quan nghi và không cho lìa khỏi chỗ. Hành giả phải tu tập liên tục như thế trong 24 giờ đồng hồ. Hết sức là đơn giản. Nghe, do đó đó thì cái bài thiền tập 14 này á là rất là quan trọng. Vậy chưa? Cái đó đó các quý thầy quý cô có dịp nào đó thì sư chắc lẽ xin mời các quý thầy quý cô đó cứ ghé qua bên Tứ Phương Tăng Tự sư đó, rồi sư sẽ cho cô một vài kinh nghiệm hay là hướng dẫn hay là trao đổi một số kinh nghiệm cho các quý thầy quý cô trong trường hợp mà quý thầy quý cô cần thiết muốn tới để mà lấy thêm kinh nghiệm qua cái phần thiền tập này. Nếu trường hợp là sư còn ở tại Tứ Phương Tăng Tự nếu chưa chết. Biết chưa? Nghe được chưa? Rồi từ đây tới cuối năm á thì sư không có làm việc gì cả. Tức là sau khi thứ bảy này là kết thúc á cái khóa học tu này đó, thì chiều thứ bảy á sư xin phép chia tay với các Chư Tăng Chư Ni. Quý Phật tử sẽ trở về phải lo cái chương trình Phật sự ở trên chùa, sau đó phải vô hạ an cư trong 3 tháng của sư đó, thì rằm tháng 6 ra làm tháng 10, rằm tháng 9 làm lễ nhân nghi, sau đó đó là sư phải có một số Phật sự phải đi nước ngoài trong 3 nước, sau đó trở về đúng ngay trở về đó là 31 tháng 12.
để cho các Phật tử của sư đó được nghỉ một ngày New Year và hai tay họ bắt đầu vô làm việc lại đó. Thì từ hai tay tháng Giêng á thì sư có mặt ở tại chùa, còn từ thời gian từ đây cho tới cuối năm á thì sư rất là bận, có thể là sư nhập thất và không có thể tiếp xúc với ai đó. Rồi sau đó là ra thất đó, là ra hạ xong đó là đi Phật sự rồi. Do đó thì các sư tăng trên đi hiểu do cho đó thì sắp sắp thời gian đó qua tháng Giêng á thì mới được nha. Tháng Giêng chúng ta mới gặp nhau là được nha. Nếu các quý thầy quý cô có cái ý muốn mà tìm hiểu thêm về kinh nghiệm đó thì sư rất quan hỷ chia sẻ với tất cả chúng ta. Nhưng mà thời gian từ đây tới cuối năm rất là bận thì chúng ta thông cảm cho. Rồi chưa? Rồi cái bài thứ hai mà chúng ta được nghe qua, chúng ta ôn là khi mà chúng ta bước trái bước phải này á thì các quý tăng với này chúng ta nhớ không, là chúng ta đi cái gì, là chúng ta biết nào là danh, nào là và sắc. Chúng ta phải biết cái nào là danh, cái nào là sắc, chúng ta phải biết như vậy đó. Được chưa? Cái nào là danh với là sắc, khi chúng ta bước đi thế nào, bước phải bước trái đó, tức đó là thuộc về sắc. Chú niệm trong cái bước đi đó nó thuộc lại về danh nè, về danh, hay là tác ý muốn đi nó thuộc lại về danh, tác ý muốn đi, intention đó, chúng ta ôm lại đó thì ta có cái phần mà danh. Thì danh và sắc, quý thầy quý cô luôn luôn phải phân biệt được nào là danh, nào là sắc. Ngoài cái trạng thái mình biết bước phải bước trái rồi mình có chú niệm vô biết rồi, nhưng mà chúng ta còn phải tập cho quen biết phân biệt cái tuệ, làm cho ta phát biệt cái tuệ danh và sắc. Thì chúng ta bước đi nè, sắc biết nam nè, chúng ta bước đi thế này ha, bước đi sắc biết danh, bước đi sắc biết danh, bước đi sắc, bước đi biết danh, bước đi là sắc pháp, biết danh pháp. Chúng ta bắt đầu, chúng ta làm chậm lại, nghe kịp ha. Làm sao chúng ta phân biệt được danh và sắc, kịp chưa? Vậy thì khi mà chúng ta qua cái phần thứ hai, chúng ta có cái phần mà chúng ta ôm đó là intention, tức là có tác ý. Thì chúng ta nói, I want to live lifting. Nghe không nào? Lifting. Tức là tôi muốn dở chân lên. I want to lift lifting. I want to dropping. Nghe nào? Chúng ta sẽ làm cái đó trong cái trạng thái là khi chúng ta muốn dở, muốn được từ đây đó, chúng ta thấy cái này là gì? Tác ý. Rồi cái này là gì? Hành động. Tác ý đây là gì? Là danh. Hành động là gì? Là sắc. Tác ý là gì? Danh. Hành động đây là sắc. I want to live lifting. I want to drop dropping. Cái là danh và sắc. Tác ý đi trước, hành động đi sau. Do đó chúng ta qua được cái phần là gì? Danh, nhân quả. Qua được cái phần nhân quả. Cause and effect. Chúng ta nhớ như vậy đó. Chúng ta qua được cái phần gọi là gì? Nhân, nhờ quả. Tác ý là nhân. Hành động chúng ta là kết quả. Nhớ chưa? Chúng ta làm liên tục như vậy thì chúng ta qua được cái phần là gì? Tuệ. Phân biệt danh sắc. Thế nào là danh? Thế nào là sắc? Chúng ta qua được phần tuệ phân biệt danh sắc. Thứ hai, tuệ phân biệt nhân quả, về phân biệt nhân quả của danh sắc. Chúng ta phải nhớ như vậy đó, được chưa? Do đó chúng ta làm trong hai cái tuệ này, chúng ta phải làm trong hai cái tuệ này, chúng ta phải biết cái nào là danh, cái nào là sắc, cái nào là tác ý nằm ở trong phần danh, cái thằng nào là hành động, chứ cái thể xác này đó thuộc là pháp. Chúng ta phải phân tách ra được làm hai cái. Chúng ta, tôi muốn dở,
Dạ. Tôi muốn hạ. Nguyên nè. Tôi muốn dở. Dạ. Tôi muốn hạ. Hạ. 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 Chúng ta làm chậm lại. Chúng ta làm dặn gì đó. Như cái người mà nói tiếng Anh được đó. I want to lift. Lifting. I want to drop. Dropping. Tôi muốn dở. Dở. Tôi muốn hạ. Hạ. Tôi muốn dở. Dở. Tôi muốn hạ. Hạ. Nhanh. Sắc. Nhanh. Sắc. Nhanh. Sắc. Nhanh. Sắc. Quý thầy, quý cô, phải làm liên tục như vậy. Làm liên tục cho chúng ta phân biệt được cái nào là danh, nào là sắc, cái nào là nhân, cái nào là quả. Chúng ta đi qua được hai cái tuệ phân biệt danh và sắc, và tuệ phân biệt được nào là nhân và quả của danh và sắc. Chúng ta phải làm được hai phần đó nha, nha. Chiều nay đó là cái phần thực hành của chúng ta đó. Được chưa? Một ngày hôm trước đó, ngày thứ ba đó, thì chúng ta này bước trái, bước phải nè, bước trái nè, bước phải nè, bước trái nè, bước phải nè, bước trái nè, đứng à, đứng à, đứng à, cái đó. Còn bữa nay ấy, thì chúng ta sẽ làm cái trường hợp thế này, cái trường hợp này. Muốn dở, dở à. Tôi muốn hạ, hạ à. Tôi muốn dở, dở à. Tôi muốn hạ, hạ à. Tôi muốn dở, dở à. Tôi muốn hạ, hạ à. Mình làm chậm lại nữa. Làm chậm lại nữa. Rồi cái khi nào mà cái tôi muốn đó là cái phần mà thuộc về danh. Rồi cái trạng thái nó điều khiển cho cái sắc thân này nó dở lên. Thì lúc đó là thuộc về sắc pháp. Chúng ta nói, tôi muốn dở, dở à. Tôi muốn hạ, hạ à. Tôi muốn dở, dở à. Tôi muốn hạ, hạ à. Chúng ta làm như vậy đó. Nha. Chúng ta tập trung cái tâm của ta vô trong những cái suy nghĩ của ta, vô trong hành động của ta, suy nghĩ của ta, trong hành động của ta. Chúng ta cắt bớt những cái gì mà chúng ta bị vô minh, ái dục, nghiệp báo và chấp thủ nó tác động và chi phối chúng ta, vô các căn nữa, chúng ta đóng lại hết. Bữa nay chúng ta chỉ làm hai cái đó thôi. Tôi muốn dở, dở à. Tôi muốn hạ, hạ à. Tôi muốn dở, dở à. Tôi muốn hạ, hạ à. Tôi muốn dở, dở à. Tôi muốn hạ, hạ à. Tôi muốn dở, dở à. Tôi muốn hạ, hạ à. Thì chưa? Nhưng mà nói nhỏ thôi, đừng nói xung quanh người ta nghe. Đừng có nói xung quanh ta nghe. Có nhiều người đó, mà cái đó cái lớp khác kìa, không phải ở đây. Mấy cái chỗ khác là sự hướng dẫn đó. Sư mới nói, tôi muốn dở, dở à, tôi muốn hạ, hạ à. Cái chút xíu nó sư kêu thực hành đi, thực tập đi. Cả lớp này đó, tôi muốn dở, dở à, tôi muốn hạ, hạ à. Tôi muốn dở, dở à, tôi muốn hạ, hạ à, vậy đó. Nhưng mà cái lớp ở bên kia kìa, không phải ở đây. Cái lớp bên kia kìa. Nghe chưa, đúng không? Vậy đó, mình ngừa đi, mình ngừa chuyện nó xảy ra, nó có xảy ra rồi đó. Thì mình ta nói nhỏ thôi. Thấy chưa? Thôi, đừng có làm xùm ha. Lớp sớm ta nghe. Thấy chưa? Rồi nha. Bữa nay ta làm sao chúng ta được cái hai cái này. Rồi, khi mà chúng ta làm được cái đó, hai cái đó đó, chúng ta mới thấy là gì? Cái chuyện đó nó sanh là diệt, diệt sanh, sanh diệt dữ quá. Chúng đó đó chúng ta mới đi qua tìm cái tuệ thứ ba nha. Mà muốn tìm được cái tuệ thứ ba này á, chúng ta làm ba bước. Chúng ta làm ba bước này, chúng ta làm hai bước không nè, đúng không? Hai bước không nào? Bước trái, bước phải, phòng sập, hai bước không à, đúng không? Chúng ta làm hai bước không à. Bước trái, bước phải, phòng sập. Tôi muốn dở, dở à. Tôi muốn hạ, hạ à. Hai bước không à. Bây giờ đó, qua cái bài thứ ba, bài thứ ba này á, là chúng ta sẽ làm trên nè, dở à, duỗi à, dẫm à, hay là chúng ta nói đạp à, nha. Yeah, chúng ta nói có chưa, dở lên, dở lên, duỗi ra rồi đạp xuống, dở lên, duỗi ra, đạp xuống. Nhưng mà chúng ta, chân của chúng ta đó phải là dịu dàng nhẹ nhàng, mà thấy nó xinh xắn đẹp đẽ đó. Là muốn làm sao, muốn cho thấy đẹp á, chúng ta đừng đi gì. Cái đây tôi chết rồi. Cái đó là chết rồi, xấu lắm. Xấu lắm, mấy quay phim nó coi nó kết liền á. Người ta cái đó nó nhìn nó thấy nó đẹp vô cùng này. Trong cái lớp mà sư hướng dẫn đó, có anh chàng thanh niên đó, ổng đẹp người lắm nha.
cũng như là movie star vậy đó. Biết movie star không? Nghe à. Bây giờ họ biết movie star không? Trả lời nghe à. Hay ghê lắm. Được chưa? Rồi cái anh nghe sự hướng dẫn đó, dở dũi đạp đó, dở dũi đạp đó. Cái sư thấy ông bước đi, phải không? Cái sư thụt lùi lại. Tại vì sắp ông sắp sửa tấn công sư rồi. Phải không? Cái sư thấy đẹp quá đó. Cái sư mời ảnh lên tối á, trình bày hết trong lớp. Anh có quan hỷ trình là bài cái bước đi hồi sáng anh rất là đẹp cho lớp học học. Dạ được sư. Cái anh lên anh trình bày y như vậy đó. Mình đừng có làm cái đó. Đừng có làm cái đó. Quý chị Tàng như này, đừng có làm cái đó. Mình làm cái đó là không được. Mình chỉ làm trong cái chuyện xinh xắn nhỏ nhắn của mình thôi. Thấy không? Xinh xắn nhỏ nhắn của mình là gì? Con mèo nhỏ ăn con chuột nhỏ. Chừng nào con mèo lớn nó mới ăn con chuột lớn. Đúng không? Mình không có lớn, mình nhỏ. Bước đi nhỏ. Được chưa? Cứ cười chút xíu là đi không được đó. Sự trình bày là sự thật đó. Chứ một cười chút xíu đi không được cho coi. Coi chưa? Do đó đó, chúng ta qua tước bước thứ ba. Dù bước thứ ba là dở, dũi, giảm mà. Dạ xin nghe. Hả? Muốn thấy chân bước chân đi của sư. Chiều nay cô sẽ thấy. Giờ là giờ đang học. Trời đất ơi. Muốn bước thấy bước chân đi của sư. Nghe à. Được chưa? Dở, dũi, đạp. Thấy không? Dở, dũi, dậm. Lifting. Moving, dropping. Lifting, moving, dropping. Được chưa? Chúng ta làm hai cái đó. Ta làm ba cái động tác này. Rồi sau đó chúng ta mới bỏ cái này vô. Ta bỏ cái này vô. Thấy không nào? I want to lift, lifting. Phải không? I want to lift, lifting. I want to move, moving. I want to drop, dropping. Chúng ta được sáu. Được chưa? Được chưa? Hai. Mà ba. Thì được sáu. I want to lift, lifting. I want to move, moving. I want to drop, dropping. Được chưa? Là hai với ba. Sao? Được chưa? Đó là với cái bài học thứ ba. Với bài thứ ba, chúng ta tập như vậy. Chúng ta kiên cố cái thiền, cái chánh niệm của ta hơn nữa. Cái chú niệm của ta càng già hơn nữa. Cho đó đó, từ từ đó, chúng ta mới tập của nó. Tâm á, thì bắt lấy một cảnh. Tâm bắt lấy một cảnh. Và tâm không bắt hai cảnh. Do đó cái tâm của ta mà cứ áp chặt vô trong đây á, nội trong cái này đó, thì ta có thời gian nào để chúng ta còn nghe, để ý cái chuyện này chuyện kia nữa đâu. Chúng ta vô trong đây hết, để rồi chúng ta quản lý, hay là chúng ta điều khiển, hay là ta sửa đổi, hay là chúng ta tu tập gì con người của chúng ta lại. Đó, chúng ta trên đây nhớ ha. I want to lift, lifting. I want to move, moving. I want to drop, dropping. Tôi muốn dở, dở à. Tôi muốn duỗi, duỗi à. Tôi muốn giẫm, giẫm à. Hay tôi muốn đạp, đạp à. Nghe chưa? Chúng ta nhớ ha, cái đó. Rồi khi ta ngồi thiền tọa, thì các quý thầy, các quý cô, chúng ta làm 2, 4 và tới 6. Bằng cách nào? Chúng ta ngồi nè, nha. Chúng ta ngồi. Ngồi à. Đúng à. Nè cái tên, đúng à. Thế nè, đúng à. Rồi chưa? Rồi chúng ta phòng à, sập à, ngồi à, đúng à. Là ta được 4. Ngồi à, đúng à. Phòng à, sập à, ngồi à, đúng à. Chúng ta được 4. Tâm ta bắt đầu chú niệm vô. Rồi chưa? Rồi có tới 4. 4 như vậy đó. Chúng ta thấy hơi thở vô, ta biết.
hơi thở ra, ta biết danh sắc, danh pháp, sắc pháp. Hít thở vô, ta biết danh pháp, hơi thở vô, sắc pháp, hơi thở vô, sắc pháp, hơi thở vô, sắc pháp, ta biết hơi thở vô, danh pháp. Chúng ta ngồi như vậy, cái ta chú vô trong cái đó, thì chúng ta có nghe hay là chúng ta có ngửi hay ném đó, mà nó nhỏ mà không đủ mạnh đó, và không đáng cần thiết đó, chúng ta bỏ nó đi, chúng ta cứ theo dõi vô cái này, theo dõi vô cái này, thì từ đó đó chúng ta có cái gì, tuệ phân biệt được danh sắc, và tuệ phân biệt được nhân quả của danh danh sắc đó. Quý thầy quý cô á mà làm như vậy đó, với cái trạng thái chú niệm gì đó, nửa tiếng nó đi qua rất là nhanh, nửa tiếng đi ra rất là nhanh. Nhưng mà nếu như chúng ta không có phương pháp, mà chúng ta không có làm đúng theo phương pháp đó đó, thì nửa tiếng nó dài lê thê lắm, lâu lắm. Mà chúng ta có cái kết quả đó, chúng ta có cách làm đó, chúng ta áp dụng được đó, chúng ta thiệt sự ta làm như vậy đó, thì cái thời gian đó đi rất là nhanh, chút xíu là hết liền à. Cái ủa, hết giờ rồi, hết giờ rồi, hết giờ rồi. Còn nếu như ta không làm, chúng ta bận rộn hay là chúng ta không có kỹ lưỡng cái đó, thì tâm của ta đó nó muộn được, nhàm chán hay là mệt mỏi đó. Lúc đó thì ta nó lại đi rất là nhanh, nên ta rất là lâu rồi chưa. Rồi chúng đó là cái phần mà chúng ta ôm phần thực hành. Rồi qua cái phần ôm cái thứ hai mà ngày hôm qua chúng ta được nói tới, chúng ta này ta ôm một cái phần chút xíu đó. Rồi chúng ta qua cái phần mới mà chúng ta cần phải nắm bắt được những con đường mà chúng ta còn phải đi tiếp nữa. Chưa hết được cái việc tu học của ta hôm nay. Rồi chưa? Rồi, khi nào quý chư tăng chư ni, các quý Phật tử cho sư trình bày đó, khi mà sư viết trên bảng đó, sư viết kỳ trên bảng đó, là sư có tác ý ở trên nè. Nhưng mà sư muốn viết cái gì ở giữa đó, là có tác ý ở giữa. Mà khi nào sư viết bên đây, là sư có tác ý bên đây. Và sư cứ viết cái phần mà nằm ở giữa đây mà không ở trên đây, mà không nằm dưới đây á, là sư có là ở đây á, là chúng ta sư bổ xuống trên này á, sư viết bên này á, là chúng ta sư bổ vào đây đó, mà sư còn viết bên đây á, là sư còn có phần bên đây đó. Nên các quý thầy quý cô hiểu cách viết bản ha, được chưa? Chứ chút xíu nó hết giấy rồi, không có phải đó. Về cái sư phạm đó, là mình lên mình trình bày cái bản viết đó, là mình phải có cái sự sắp đặt một cái bản đồ hay là một kế hoạch viết bản, thì mình phải nắm được ha nè. Khi mà sư viết ở đây á, thì ngay giữa trung tâm cái bản đây đó, thì chúng ta viết ngay trung tâm cái bản để chúng nó tờ giấy của mình á, để chúng nó ta bổ túc những xung quanh. Còn nếu như sư xích lết bên đây đó, nhiều về bên tay trái đó, là có tác ý, chúng ta có phần cắt làm hai này ra, có phần là bên tay phải đó, nghe chưa? Rồi cái này là phần nào? Trình bày bên trái, tức là còn có bên hàng bên phải. Rồi nắm bắt rồi ha. Rồi chúng ta ghi tắt là ghi phải chưa? Thọ tưởng hành và thức, chúng ta ghi xuống ha. Thì khi chúng ta ghi như cái bài hôm qua đó, thì chúng ta sắc thọ tưởng hành thức, chúng ta ghi như vậy đó, thì chúng ta thấy đó là khi những cái gì mà nó sắc nó đến, cái phần là sắc đến ở bên, nó chia ra làm, chúng ta thấy không nè, chỉ có 5 cái bên ngoài và một cái nằm ở dưới chân chữ sắc à, chúng ta để ý nha, người ta thấy không nè. Rồi cái khi ta nó thọ chỉ ra hai cái, tưởng ta chỉ ra hai cái, hành ta chỉ ra một cái, và thức á là ta chỉ ra hai cái, chúng ta chỉ ra như vậy đó, được chưa? Khi ta nói, ta nghe, thấy không nè? Khi sắc nó đến, âm thanh nó đến, nè, mùi hơi nó đến, vị nó đến, và sự xúc động nó đến, chúng ta biết đó là bên ngoài, ngoại cảnh. Còn ở trong phần sắc ở trong đây, ta có nội phần. Thấy chưa? Khi mà ta ngồi người hành giả đó mà hành thiền đó, là phải nắm bắt được những cái điều đó rất là quan trọng.
Thì khi mà cái cảnh sát nó đến á, người hành giả chỉ biết là gì? Thấy à, thì ngừng ở tại đó, không cho nó đi vô tiếp nữa. Còn nếu mà không kịp, thấy à, mà chúng ta cũng còn xen vô được nữa đó, thì nó lọt qua cái thọ của ta. Thọ này thọ thân, thọ này là thọ tâm, được chưa? Khi chúng ta thấy xét đánh xuống một cái, mà trong cái màn đêm tối mịt, mà chúng ta đang đi thiền hành ở trong khoảng không gian nó tối, nên là chúng ta đang đi trong cái khúc chỗ đó tối, thì khi ta đi như vậy ánh sáng, ta đang đi chú xuống đường, ta nhắm mắt ta xuống, ta để mắt xuống dưới đường như này, ánh sáng nó xẹt xuống một cái của cái sấm chớp, thì cái thọ của ta về thân ta là gì? Giật mình, hiểu nè, thọ ta giật mình lên, thì cái thọ của tâm của ta gì? Giật xúc động, rung động, cái thân ta giật lên một cái, cái tâm ta rung động lên một cái đó thuộc về thọ, hiểu nè. Nên là khi ta giật mình lên một cái, ta nói giật mình nè, cái tâm của ta lúc cái thọ có thọ cái tâm ta gì? Rung động lên cái là sân à, khó chịu à, thọ về thắng, thọ về tâm, ta nắm bắt được liền ha. Cái chưa, do đó chúng ta có cái loại thọ đó. Thế nè, khi chúng ta của ta đạp, khi chúng ta đạp cái miệng chai, chúng ta đạp miệng chai, đạp cái đinh, hiểu nè. Khi ta đạp miệng chai, đạp cái đinh, cái thọ của ta là gì? Thọ khổ. Cái chân ta đạp với thọ khổ, thì cái tâm của ta gì? Thọ u, buồn, khó chịu. Đúng à? Rồi ta mệt mỏi quá, ta lên giường ta nằm cho khỏe, tâm của ta thọ gì? Thọ lạc, đúng không? Cái tâm của ta gì? Thoải mái rồi, hết học bài rồi, nghỉ rồi. Tâm của ta là thọ hỷ, tâm hỷ. Hiện giờ trên Massachusetts, mình thấy chưa? Rồi chưa? Nghe nè, tâm hỷ, đúng không? Nghe cái tâm hỷ của bên kia cầu liền. Nghe nè, rồi cái khi chúng ta không khổ không lạc, nghe nè, cái trạng thái của ta nằm ngủ ngon giấc, nghe nè, không có còn chằn chọc khó ngủ đó, ta ngủ được ngon giấc vậy đó. Thân của ta thọ xả, tâm của ta thọ xả, nghe chưa? Thì lúc bây giờ người hành giả đều phải biết cái thọ này trong đây. Danh từ Việt Nam ta nói dễ lắm, thọ nó đau nè, đau à, đúng mà khi ta ngồi thiền ta đau cái chân, mỗi cái lưng, nhức cái đầu hay là đầu ta bị nhức, ta nói đau à, thọ khổ về thân, à, cái ta buồn bực, ta nói buồn à, đau à, buồn à, nghe chưa, là cái thọ, nghe chưa, rồi nè, thân của ta thích à, rồi nè, quan hỷ à, ta niệm liền, nghe chưa, rồi cái tưởng của ta, cái này biết rồi, à, biết à, cái này biết à, rồi chúng ta nhớ à, nghe chưa, hành là gì, nghĩ à, đoán à, thức là gì, biết à, phóng à, chúng ta sẽ có phóng à, biết à, phóng à, rồi nghĩ à, đó, cái này đó, chúng ta sẽ thấy, những cái đó, lúc mà ta hành thiền đó, lúc nào chúng ta cũng nằm ở trong cái trạng thái gì? Chú niệm. Lúc nào chúng ta cũng nằm trong chú niệm, tỉnh, giác. Mọi cái sinh diệt, mọi cái diễn tiến của nó xảy ra. Rồi chưa? Rồi. Chúng ta, cái bài học hôm qua, thì chúng ta được nắm bắt cái này. Bữa nay, sư muốn trình bày các quý thầy, quý cô, quý chư tăng, quý chư ni, quý Phật tử biết. Có bốn cái bước đường, bốn giai đoạn đi đến đạo quả niết bàn, bốn giai đoạn đi đến đạo quả niết bàn, ta gọi là gì? Four stage to attain the path
and fusion Nibbana. Chúng ta phải có 4 giai đoạn để đi đến đạo quả và Niết Bàn. Chúng ta biết như vậy đó. 4 stages to attain the path and fusion Nibbana. Chứ chưa? Thì chúng ta bắt đầu chúng ta đi. Giai đoạn thứ nhất là gì? Sơ đạo, sơ quả. Giai đoạn thứ hai, nhị đạo, nhị quả. Giai đoạn thứ ba, thấy tụt xuống không, thấy có khoảng cách không, biết cái trường hợp khoảng cách này không, là những trường hợp gì, còn nhét vô nữa đó, giết mà sát chút xíu là hết chỗ rồi. Chúng ta nhớ ha. Rồi đây xuống đây là gì? Tam đạo, tam quả. Rồi xuống đây, tứ đạo, tứ quả. Được chưa? Rồi ở đây, chúng ta bỏ vô đây, ta còn gọi là gì? Thất lai. Hay ta gọi là gì? Tứ đạo quần. Thứ hai, đây ta gọi là gì? Nhất lai. Rồi ta gọi là gì? Tứ đạo hàm. Thứ ba, ta gọi là bất lai. Ta gọi là gì? Anaham. Thứ tư, ta gọi là vô sanh. Rồi, vô sanh, A-la-hán. Còn quý Phật tử đó, quý chư tăng chư ni, mà chúng ta không có đạt đến tượng A-la-hán đó, ta tu hoài, ngồi quá trời ngồi, đi cũng gọi, ngồi hết đi, mà chúng ta không đạt đến, ta tới từng A-la-hàm thôi, tới bất lai thôi, mà tới A-la-hàm á, mà không qua được bất lai đó, mà không qua tới A-la-hán vô sinh á, lúc đó chư tăng chư ni biết mình ở trong trạng thái, ở giai đoạn nào không? Tới đây rồi nè, tu tới đây rồi đó, mà không tiến qua được vô sinh A-la-hán được đó, mình ở chỗ này nè, mình biết ở trong giai đoạn nào không? Hả? Biết ở trong giai đoạn nào không? Không, biết không? Không biết ha. Sẽ xin trình bày nha. Cho không? Cho xin trình bày không? Nếu chúng ta tới A-la-hàm rồi mà không vô được A-la-hán đó thì mình la làng. Rồi, sẽ xong. Nghe kịp chưa? Rồi, chúng ta đi qua tiếp cái thầy là. Rồi. Như vậy thì khi chúng ta muốn đi 4 đoạn này đó, có 10, ta gọi là 10 kiết sử, hay ta gọi là 10 kiết sử, hay ta còn là gì? Ta gọi là 10 cái tập khí, hay ta còn gọi là 10 cái thói quen, tiếng Nho gọi là kiết sử, người ta diệt ra, tiếng Việt ra là gì? 10 cái thói quen, 10 cái tập. Chúng ta muốn tiến tu mà đi đến đạo quả và Niết Bàn, chúng ta phải trải qua 4 giai đoạn. Thì giai đoạn thứ nhất là sơ đạo sơ quả đó, là chứng đắc đó, bậc đó gọi là bậc Thất Lai, lên xuống 7 lần ở trong cõi người và trời, được gọi là tứ đạo quần đó. Thì họ phải diệt bao nhiêu cái kiết sử này? Là diệt 3 kiết sử. Họ diệt 3 kiết sử. Rồi chưa? Kiết sử thứ nhất là họ phải diệt thân kiến. Họ phải diệt cái thân kiến. Kiết sử thứ hai, họ phải diệt cái hoài nghi. Kiết sử thứ ba, họ phải diệt cái giới cấm thủ. Đó. Rồi chưa? Rồi qua cái tới giai đoạn thứ hai, nhị đạo nhị quả, thì họ làm cái chi? Giảm nhẹ về tham, tức là họ trừ được tham thô. Họ trừ được tham thô. Và thứ năm là họ giảm nhẹ về sân, tức là họ trừ được sân thô. Đó. Rồi qua cái giai đoạn thứ ba thì là họ cũng là cái giai đoạn 4 năm này nè, họ diệt trừ sạch về tham, diệt trừ sạch về sân. Đó, giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ tư là 5 cái phường phần kiết sử, họ diệt luôn. Thứ nhất là ái về sắc giới, họ không còn muốn sanh về cõi trời sắc giới.
Thứ bảy, họ không còn muốn sanh về cõi trời vô sắc giới. Không còn muốn sanh về cõi trời sắc giới. Thứ tám, họ diệt ngã mạn. Họ không còn ngã mạn. Thứ chín, họ không còn phóng dật. Và thứ mười, họ không còn vô minh. Đó, 10 phần kiết sử này, 10 cái thói quen này, hay là 10 cái tập khí này, chúng ta phải làm 4 giai đoạn. Chúng ta phải qua 4 giai đoạn này. Cái giai đoạn này ta gọi là gì? Năm thượng phần kiết sử. Đó, ở giai đoạn này. Còn ở giai đoạn trên này đó, là chúng ta có 3 giai đoạn đó, ta gọi là 5 hạ phần kiết sử. Năm hạ phần kiết sử diệt trừ trong 3 giai đoạn. 5 thượng phần kiết sử diệt trừ trong 1 giai đoạn. Được chưa? Rồi chúng ta áp dụng qua Vipassana nè. Cái đó là, đây là công thức. Các quý thầy, quý cô viết cái nào không đọc được á, là cho sư biết, sư đọc lại. Hả? 10 cái này hả? Hồi sư đâu có thấy đâu đọc. Rồi xong luôn. Thành kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, giảm nhẹ về tham, thô, giảm nhẹ về sân, thô. Rồi chưa? Rồi diệt sạch về tham thô, tham tế. Diệt sạch về sân thô, sân tế. Rồi diệt bỏ ái sắc giới về cõi trời sắc giới. Diệt bỏ ái vô sắc giới về cõi trời vô sắc giới. Diệt bỏ ngã mạn, diệt bỏ phóng dật, diệt bỏ vô minh. 5 thượng phần kiết sử và 3 giai đoạn của 5 hạ phần kiết sử. Chung lại chúng ta có 4 giai đoạn. Rồi chưa? Thầy ha, khi xong chưa? Sư xong rồi. Sư viết xong rồi. cái tập cho mấy cổ trả lời mà. Cái tập cho mấy cổ trả lời tiếp mà. Sư viết xong rồi. Nghe à. mấy cô này tập khí thói quen. Mình phải tập cho quen. Bớt tập khí thói quen này. Được chưa? Ngồi chưa? Ngồi à. Được chưa? Xong rồi ha. Thân kiến nói về tôi ta nằm trong sắc thọ tưởng hành thức này. Tôi ta trong sắc thọ tưởng hành thức này. Khi ta ngồi thiền, ta có thân kiến không? Có. Khi ta đi thiền, ta có thân kiến không? Có. Khi ta đứng thiền, ta có thân kiến không? Có. Khi ta nằm thiền, ta có thân kiến không? Có. Có như thế nào? Chúng ta tìm ra. Áp dụng vô cái thân kiến này. Vipassana áp dụng vô cái diệt cái thân kiến này để ta vô sơ quả chứ. Diệt thân kiến này. Ta ngồi thiền. Cái thân của ta mà ngồi mà thụng xuống á, phải không? Cái người hành giả ngồi thiền một hồi, chút xíu họ thụng xuống đó, họ không kiểm soát nó là gì đâu. Họ lo tập trung vô cái niệm của họ mạnh á, họ không kiểm soát cái thân. Ha, họ ngồi tập trung vô cái thân của họ. Không có kiểm, họ lo chú niệm phòng à, sọp à, ngồi à, đụng à, danh à, sắc à, ngồi đó. Mà lo, chúng hồ cái thân họ không để ý tới. Họ không để ý tới, đúng không? Tại vì họ lo chú niệm hoài mà. Nhưng mà chút xíu nó cái họ nó chứ. Ủa, sao cái lưng mình thụng quá, kéo lên. Kéo lên, thẳng chưa? Thẳng rồi. Lúc đó họ thấy thẳng chưa? Thần kiến, có cái thân của tôi, đúng không? Phải cứ ngồi thẳng lên chứ không người ta ngó kỳ lắm. Phải ngồi thẳng lên, phải không? Hồi nãy lúc mà họ ngồi phòng à, sập à, thân à, ngồi phòng à, sập à, đụng à, ngồi à đó, họ đâu có để ý cái đó đâu. Không để ý tới. Cái nó mắc cái thằng kiên. Kịp chưa? Vậy thì khi mà chúng ta để ý tới nó liền thật có nó. Khi nào ta để ý tới nó đó thì có nó. Mà khi chúng ta không để ý tới nó đó thì lúc đó đó nó không hiện hữu. Cứ chưa? Hay nè, ví dụ như người ta nói chứ, cái bà đó đi hết sức là vô duyên à. Mấy không? Cái bà đó đi hết sức là vô duyên à. Cái người đó nói với mình đang đi nè, phải không?
mà cái bà, cái người nào đứng sau lưng ta đó chứ, cái bà đã đi hết sức là vô duyên. Nếu ta nghe thì ta biết không? Biết không? Khi ta biết cái lúc đó ta làm gì? Rồi, dạ sư nghe rồi. Nghe à, nghe à. Bây giờ sư hỏi lại nè. Khi ta đang đi, phải không? Là ta đang đi vậy đó. Rồi cái có người đằng sau nói xấu ta. Cái bà đó đi hết sức là vô duyên à. Cái ta nghe à, đúng không? Ta nghe rồi, ta biết không? Biết, biết cái ta nghe nè. Rồi lúc đó đó, cái thọ của ta khởi lên là cái gì? Bực mình đúng không? À, bực mình á. À, bực mình á, lúc đó là mình nổi lên cái tâm u. Thọ về tâm là u. Phải không? Là thọ về tâm mình u, mình bực mình. Thế nè, bực mình. Lúc đó mình có cái thần kiến. Mình có thần kiến của mình. Tại vì mình nghĩ là gì? Mình đi hết sức là duyên dáng gì đó. Mà nói là vô duyên nè. Thế nên mình phải bực mình lên. Tại vì mình có cái thần kiến, cái tôi của mình lên liền. Còn nếu mà Vipassana đó, Vipassana thì sao? Ô, người ta nói bà đi vô duyên kêu, nghe trái à, phải à, trái à, phải. Cái nó đơ luôn. Không có còn cái thằng kiến tôi của mình nữa. Kịp chưa? Do đó đó, người hành giả bắt lấy đề mục về thiền quán thì bắt đầu giảm bớt dần về cái thằng kiến của con người của mình lên. Kịp chưa? Nếu mà mình không có chịu mà ở trong cái khuôn khổ này rồi mình quan sát cái này đó, thì con người của mình nó chạy tuốt trong này, nằm trong đây hoài, thì không bao giờ chúng ta đi tới được cái đường gì từng thánh thứ nhất được hết đó. Kịp chưa? Rồi chưa? Ngồi bên cái này giờ dừng lại, chúng ta không bàn tới cái này, chúng ta bàn bên Chư Tăng. Cái chuyện này hết sức là quan trọng, chứ Chư Tăng biết thôi. Chịu không? Cũng chịu à nè. Quý thầy đó là có một cái đặc tính hết sức là thân kiến, là có nhiều thầy đã thích ăn ớt lắm. Vô nhìn bàn ăn, thấy nào, nhìn không có chén ớt. Thân kiến phải không nè? Thân kiến đó, vô nhìn vô thấy ớt đi. Thọ u, tưởng suy, quay trở lại hành động do ta quát, thức biểu báo, thăng kiến, đúng không? Giờ mình vô trong cái bàn ăn đó, mình không thấy ớt, mình thấy ớt, mình nói, thấy à, thọ gì? Thọ u, buồn à, nghiệp mình tạo ra, không có chi cả, nó quên mình, thôi kệ mình, không có, cho nó chết đi. Cái đó mình bỏ cái thăng kiến liền á, thấy không? Nghe chưa? Do đó mình vô trong bàn ăn đó, mình hiện bài cái thân kiến bự như cái bên Sài Gòn vậy đó. Nếu đó, giờ bây giờ mình áp dụng vô Vipassana, thấy như không thấy, có như không có, để rồi chúng ta mới thấy rằng là gì? Mình phải học theo hạnh của Đức Phật. Đức Phật này có 4 giai đoạn. Chúng ta ghi xuống 4 giai đoạn của Đức Phật nè. Có, rồi không. Có, rồi không. Đức Phật ngày có 4 giai đoạn như vậy đó. Có, giai đoạn 1, ngày có. Lúc đó ngài là thái tử. Rồi sau đó được lên làm vua. Ngài có hết tất cả. Rồi ngài từ bỏ tất cả. Ngài đi tới con đường gì? Tu tập. Nghe nè, khổ hạnh. Nữa nè, trong 6 năm tu tập. Nè, từ cái vị trí là tử, từ vị trí là vua, rồi bỏ hết tất cả, không có, để làm gì? Tu tập, khổ hạnh, ép sát, diệt thần kiến. Rồi sau đó ngài thành gì? Thành Phật. Rồi thành Phật ngài được cúng dường hết. Vua cúng dường, cùng vua cũng cúng dường, mà bá hộ cũng cúng dường, trưởng giả cũng cúng dường, thấy không? Bà Quý Sa Kha cũng cúng dường, ông Cấp Cô Độc cũng cúng dường, vua Ba Tên Nặc cũng cúng dường, ngài có, ngài trở thành Phật đó, ngài được có hết tất cả. Rồi sau đó, ngài ra đi, niết bàn, ngài bỏ lại hết tất cả, không có cái gì cả. Rồi chưa? Mình cắt hai giai đoạn này, chia làm hai. Giai đoạn này là ngài còn ở trong đời hiệp thế.
Sau khi Ngài tu tập đó, Ngài trở thành một bậc gì? Bậc siêu, siêu thế, thoát khỏi đời và không dính mắc ở trong đời. Chúng ta cũng vậy. Như ta đang có, ta đang có. Thế là ta đang có tất cả. Ta có cuộc sống này, ta có phước báo, ta có tội, có phước, có nghiệp, tất cả nó giúp người ta. Nhưng mà chúng ta muốn hưởng này hoài ha. Ta muốn hưởng cái này hoài à. Mà chúng ta không muốn bỏ mắt những cái gì chúng ta đang có. Cái đó là tài sản của ta, ta không muốn bỏ mắt đó. Thì người ta ở trong cái này nè, qua lại này. Bây giờ chúng ta thấy Đức Phật Ngài đó, có, để còn Ngài không có. Ngài từ bỏ hết tất cả, Ngài ra đi hết tất cả. Ngài không có cái gì hết á, để còn Ngài có. Thì chúng ta bắt đầu muốn tới từ đó đó. Thì ta cũng có tất cả, rồi ta từ bỏ hết tất cả, để rồi ta có hết tất cả, rồi chúng ta sẽ ra đi. Ra đi hết tất cả, không có gì mang theo. Thế nào? Khi đến với thần gian này với hai bàn tay trắng, nhưng mà thứ hai ngày mà ta ra đi, ngày mà ta ra đi vô trong cái quan tài mà chúng ta nằm yên tại nơi đó, lòng đất lạnh đó, với hai bàn tay trắng mà đâu có mang gì để theo đâu. Nhưng mà chúng ta không có nhận thức được đó, tôi ra mang cái bao nhiêu của quan trái quán thù, bao nhiêu nghiệp báo trong tuổi già, từ khi mà mở mắt ra có mặt trong đời cho tới ngày đi vào trong lòng đất lạnh, chúng ta tạo ra bao nhiêu cái chẳng thấy có, và không bao giờ chúng ta chịu mắt không có. Đức Phật Ngài không có, Ngài có, để cả Ngài bỏ, để còn đi tu tập. Bỏ Ngài tu tập để gì? Ngài bỏ cái thân kiến của Ngài, vua bỏ, còn Ngài không còn trong thế gian này là khổ, không có gì thắc mắc nữa, cái đó là sự thật rồi. Rồi Ngài còn cái gì mà ràng buộc của Ngài ở trong cái trạng thái giới cấm thủ, trong vị trí Ngài là gì? Xả ly ra trong rừng già sống, không còn đeo đuổi mắt gì trong tay, không còn tham, không còn sân, không còn mong muốn gì tất cả, ngã mạng cũng dục, ngã mạng có đem dục hết, không giặc, không kiên cố, giải thoát, và lúc đó diệt màng vô minh, Ngài mới ra đi. Được chưa? Chúng ta làm được không? Rồi ta nhìn cái chén ớt không có. Ta đang có cái thần kiến, ta đang có cái tham mà chưa đem kịp á, săn nó lên nha. Thị giả kiểu này cho nó giả luôn chứ thiệt đâu. Không chưa đem lên mà, biết không? Cái sư thấy vậy, sư nói chứ. Phải không nè, săn nó lên, lúc đó là gì? Ngã mạng bừng bừng, nổ lửa lên, chúc nó cho nó hành phạt. Thế nè, rồi cái tâm lúc đó là không còn biết trời đất gì trên á, mà hành động của mình là gì? Mình nó vô rồi. Hãy nè, từ đó chúng ta thấy Vipassana, nó chặn đứng cái cửa này lại, Vipassana nó chặn đứng cái cửa này lại, thì chúng ta mới đi đâu được cái cửa này chứ. Còn không mà chúng ta không có chặn cái cửa này lại đó, bởi bằng cái phương pháp này đó, thì chúng ta khó lòng mà trở thành thánh nhân lắm. Giữa thánh và phàm không có khác biệt nhau gì cả, nhưng mà dưới cái tri kiến của con người phàm phu với tri kiến của con người mà thánh nhân khác biệt nhau hoàn toàn, không có giống nhau. Có của thế gian, không của thế gian trả lợi cho thế gian, để có của siêu nhân hay là bậc thánh nhân, và không có những cái gì của tam giới ra đi chẳng không. Cao nhân tắc hữu, cao nhân trị. Trên đời này những người cao, những bậc cao nhân luôn luôn có cao nhân trị, cao nhân tắc hữu, cao nhân trị với pháp ngã mạn này. Chúng ta sẽ nói cao nhân tắc hữu, cao nhân trị, nhưng mà siêu nhân tắc hữu vô phương trị. Hiểu không? Siêu nhân tắc hữu vô phương trị. Lúc mà Ngài trở thành một cái vị bậc từ không có, bỏ hết, không có cái gì cả, bỏ hết, rồi này có hết tất cả đó, thì Ngài còn muốn có để lại hưởng là gì không? Không. Ngài đi đến cái trạng thái gì? Độ đời, chia sẻ cho đời và giúp đỡ, giúp lại là cho đời. Cho dù Ngài được hưởng tất cả những gì đời cúng dường cho Ngài, để còn Ngài ra đi, không có mang gì cả. Tất cả là của thế gian, trả về lại thế gian.
Nhưng mà ta cứ nói hoài, hạt bụi nào quá kiếp thằng tôi, để rồi một mai tôi trở về với cát bụi. Mà không có bao giờ ta nói ra cái trạng thái của siêu thế, mà chúng ta chỉ nói trở về của trạng thái của hiệp. Hiệp thế. Rồi chưa? Chúng ta nắm được chưa? Rồi chưa? Như vậy thì con đường sơ đạo sơ quả, ta phải diệt thần kiến. Thì khi sắc của ta nổi lên, sắc của ta nổi lên, cái thọ của ta nổi lên, cái tưởng của ta nổi lên, cái hành của ta nổi lên, cái thức của ta nổi lên, dưới cái thân kiến này, dưới cái ta chấp thủ là cái thân này là của ta, đời sống này của ta, mạng sống này của ta đó, thì những cái gì nó đến với ta đó là của vô minh, của ái dục, của nghiệp báo, của chấp thủ, nó bao, nó bọc con người ta lại mà ta không hay. Rồi khi đó đó, những cái cảnh nó đến mà chúng ta không phòng hộ các căn là lại đó, nó xâm nhập vô đó, ta bung ra cái thân kiến này á, thì chúng ta đang sống ở trong cái gì? Thói quen và tập khí. Rồi chưa? Ta sống trong thói quen và tập khí, thì ta không có tu, ta không có tu tập. Sáng thức dậy, cái policy thức dậy là phải có ly cà phê sữa trước mặt. Cái policy dữ lắm rồi, hiểu chưa? Đó đó, rồi chưa? Do đó đó, thì khẽn đánh một cái bung một cái, khẽn đánh một cái bung một cái, chỉ tịnh, ngã xuống. Cái đó policy, mà gõ cửa nha. Thắng, kiên, ai gõ cửa thì? Thắng, kiên, biết cái policy không mà lại quấy rầy vậy. Cái thằng kiên, vừa chưa? Ngồi đó, mà người ta nó mồ phạt. Con lại sư, con cần sư, không có lại gì đó, ngã mạng lên. Nhưng mà người ta nói nè, biết à, đang nằm xuống, vừa đang nghe kho cái nằm xuống đờ liền. Cái nghe có cốc cốc, biết à. Nghĩ à, cha, ta đem đưa tiền mình chứ đâu. Thôi cứ thức dậy ra lấy tiền cho gọi. Nắm mà, phước báo đầy đủ, về à. Mấy hôm mình làm như vậy đó, đúng là bị bá xa nè. Còn nếu mà mình ngã hàng lên, mình phóng giặt lên, mình thân kiến mình lên á, còn lại sư còn muốn dùng tiếng sư mà sư đúng cử kỹ quá thôi, sư nghĩ luôn đi. Thấy không? Quy tạc bên này hiểu không? Thấy quy bá xa nó lợi không? Quá ghê. Qua có lại không? Nắm được chưa? Ta thân kiến hay là ta muốn sơ đạo sơ quả là do nơi suy nghĩ của quý tăng, quý ni và quý Phật tử mà thôi. Thế nè, ta đang có, cái có của ta so với Đức Phật bằng không? Chú xí hả? Con nhà tông không giống lông thì cũng giống. Cái lớp này ghê không? Con nhà tông không giống lông cũng phải giống móng. Trời ơi, ai mà giống cánh nổi đâu. Mình nhỏ xí còn chưa xong nữa. Coi nhà tao cũng giống lòng, cũng giống nhau. Do đó đó, mình cái có của mình không ăn chung gì hết trơn á. Cái có của mình không ăn gì hết trơn. Ngài là thái tử, ngài là vua nè. Ngài bỏ hết, không cần. Ngài ra đi, mà đi trong trạng thái gì? Tối mù mịt vậy đó, ra đi, bỏ hết. Nên đó, cái sau này đó, sư đọc cái này sư thế thấm thía lắm nha. Trời ơi, Đức Phật này tuyệt vời. Trên thế gian này không ai mà có như Đức Phật này, cho nên sư thấm thía lắm. Cái sư tu một thời gian đó, cái bà của sư đó, cái rảnh gọi cái lên phụ sư đánh mái kinh rồi phân trên chùa. Cái bà sư mới về mới nói với mẹ của sư đó. Trời ơi, giờ mới biết là ba sư thường làm ra tiền bạc có của cải địa vị sao trong xã hội Sài Gòn dữ lắm. Với không nè. Cái bà sư về mới nói với mẹ sư chứ, mình á làm ra nhiều tài sản của cải nha, nhưng mà giờ nghĩ lại á thì không có thấy bằng cái nghề, không có nghề nào bằng cái nghề thầy tu hết trơn á. Có hết tất cả rồi bỏ hết tất cả mà, phải không? Có hết tất cả để rồi bỏ hết tất cả rồi này có rồi hết tất cả rồi lại bỏ hết tất cả đi. Nên nè, bà của sư nói chứ,
mẹ có sư nói sao mà dám nói là cái nghề thầy tu là nhất trên đời. Trời ơi, bà chưa có thấy đâu, bà vô coi coi, ông sư con của mình á, người ta cúng dường á, người ta cúng dường, ông nói không lấy đâu, thôi không lấy đâu, đi con lại sư bà, cho con kiếm phước đi sư, không lấy đâu, đi về đi, con không có bao nhiêu, con có cúng dường hoài thôi tuổi á, con lại sư. Trời ơi, mình đi làm cực khổ nè, không ai lại mình đưa tiền hết trơn đó. Thằng kiến à, đó. Rồi cái tự nhiên cái mình nó lừng lẫy lên là ngã mạng. Tu và thưa Phật, và tu theo Phật, và tu theo Phật, quay lại là ông trời không à. Thấy không đó, thằng kiến mình hay biết. Do đó bây giờ mình quay Vipassana, phải diệt cái thằng kiến đó. Cái đó là vô minh, đó là gì? Ái dục, đó là nghiệp báo, đó là chấp thủ. Ngay khi ta đang là người tu theo nói gót theo Đức Phật mình á, mà chúng ta không học được cái hạnh tu của Ngài, thì chúng ta khó lòng mà chúng ta trở thành một Phật hay là bậc thánh nhân để mà đón nhận xứng đáng được đón nhận sự cúng dường của Tam Bảo hay của Đàn Na Tinh Thí một cách trong sạch đó. Để rồi chúng ta làm sao mà chúng ta ra đi mà được niết bàn an vui và giải thoát được. Phải chưa? Nắm được chưa? Chỉ có càng Vipassana chưa? Càng. Do đó đó, vô bàn ăn, diệt thân kiến trước. Vô bàn ăn, diệt thân kiến trước. Về phòng ngủ, diệt thân kiến trước, giết con kiến trước, nhất định làm ngủ. Nắm được chưa? Hiểu được chưa? Phụng viên mà con lặp lại nó giết con kiến giết trước khi nằm ngủ. Nắm chứ à, thân kiến. Do đó đó, cái thân kiến này là cái tôi cái ta hết sức là tai hại. Cái tôi cái ta, sắc của ta, sắc này là của ta, sắc này là của ta. Cứ nghĩ như vậy. Do đó ta có thân kiến. Cái thọ này là thọ của ta, cái tưởng này là tưởng tôi của ta, cái tâm, cái hành này là của ta, cái thức này là thức của ta. Ta cứ bảo bọc của nó. Nhưng mà trong cái đó được nằm ở trong cái bốn cái phần duyên khởi mà chúng ta đã được nghe qua ngày hôm qua. Hết sức là vô minh. Cái này là của ta sao? Nếu mà này là của ta thì tại sao nó phải già, nó phải bệnh, nó phải chết? Sắc này là của ta, hết sức là vô minh. Nếu mà ta nói là già của ta, cái sắc này là của ta, tại sao nó đang đẹp rồi nó xấu đi, rồi ta tốn 15.000 tiền Thái Lan? Cái đứa nước ngoài đã sắc đi của ta đâu. Đó nè. Mà chúng ta là sức sự là vô minh. Rồi ái dục. Giờ đó. Rồi chúng ta lại tạo ra nghiệp. Nghiệp báo, bảo vệ. Rồi đi kiếm cái những cái gì mà chúng ta chấp thủ. Chị có chắc rằng là Dương Leo làm cái da mặt bệnh mịn không? Mình nghe rõ lắm, mình chị ta không có nghe rõ đâu. Chị đi nghe rõ lắm, mình chị ta không nghe rõ đâu. Lặp lại, chị có chắc rằng là Dưa Leo làm da mặt nó mịn không? Không cần Dưa Leo, Dưa Hấu cũng được luôn. Cái đó là chấp thủ, đó là chấp thủ. Nhưng mình đâu có biết đâu, mà mình nằm ở trong cái thắng kiến của mình thôi. Nghe chưa? Nắm được chưa? Đó là như vậy đó. Ôi, có cái ông sư đó nha, ông dặn với sư đó là không có được nói ông á một cái điều mà ông khổ tâm nhất là khi nào mà ông vô bàn ăn đó thì mà không có canh á, thì sư á, thì thật sự các quý tăng như ni sám hối chư tăng như ni đó là sư không có bao giờ ăn canh hết trơn á. À, tại vì sư không có bao giờ ăn canh là tại vì sư sợ canh cô mồ quả. Mà gặp ông sư đó thì ông phải có canh. Ông ăn với sư mà không có canh, ông khó chịu lắm. Kê ông nói sư chứ, sư con lại sư, con cần ăn canh mà sư không ăn canh. Mà sư biết không, con có cái bệnh này mà con không dám nói cha biết đó. Mà sư nhớ giữ cho con biết nhà con bệnh bón.
Sư hứa với ông, sư không có nói ông bị táo bón cho ai nghe hết đâu. Cái thằng kiến, khi mà ta vô mà ta thấy cái gì nó không đúng cái thói quen của ta, ta đòi hỏi đó, đó là kiết sử, nó cột ta lại. Khi mà cái thói quen của ta mà không được đáp ứng cái đó, là kiết sử, nó siết ta lại. À, Chư Tăng, Chư Ni biết không, cái cây chuối như vậy đó, mà chúng ta siết một sợi dây, ngày mai ta siết một sợi dây, mốt ta siết một dây, ta siết hoài, cái chuối nó đứt rồi. Cái cây cổ thụ nó to như vậy đó, mà chúng ta siết một sợi dây, người ta ngày mai ta gia cố thêm siết nữa, cái cây cổ thụ nó đứt liền, với một sợi dây mỏng thôi. Chúng ta thấy người Mỹ không, nó tạo ra một cái cây trimmer, cái trimmer đó là cắt cỏ, mà bằng cái gì? Dây nhựa, nhỏ thôi, nhưng mà tốc độ quay nhiều, nó cắt hết bao nhiêu cỏ, bao nhiêu cái cây gốc nó cắt được như thường. Như vậy thì dưới kiết sử của ta, cái thói quen của ta mà chúng ta tăng cường cho nó nhanh thiệt nhiều, nó cắt cái con người ta, nó cắt cái mạng sống ta, sanh tử luân hồi bao nhiêu lần, như một cái trimmer cắt cây khổ thụ. Hiểu không? Yeah. Đó, chúng ta khinh suất, ta nhìn thấy vật dụng của người Mỹ, cho chúng ta có một cái thức tỉnh, cái bài học liền. Một cái dây nhỏ mỏng manh, mà nó cắt hết một cái cánh đồng cỏ to lớn, và những cái cây mà nằm trên con đường cắt cỏ của mình, nó vẫn cắt được như thường. Và nó có trim, nó có thể trim những cái nhánh cây, ở những cái cây cổ thụ được như thường. Như thế thì, cái thói quen này, nó cũng vậy. Khi chúng ta có cái thân kiến này, mà chúng ta quay cái thân kiến này nhanh lên, cái sắc này chúng ta quay nhanh lên, cái thọ này ta quay nhanh lên, cái tưởng này ta quay nhanh lên, hành này thân thân nhanh lên, thức này nhanh lên, của ta, của tôi, đâu. Chúng ta gây ra bao nhiêu quan trái những người xung quanh liền. Ta cắt đi hết bao nhiêu cái thiện hảo của ta với người xung quanh hết tất cả, vì chúng ta chỉ muốn có cái thân kiến của mình được hưởng mà thôi. Bởi cái tập khí hay là thói quen, kiết sử này, nó siết ta lại. Bây giờ chúng ta phải tháo nó ra. Thân kiến, tháo nó ra. Vì sao? Ta không phải ta tháo cái thân kiến này, ta nhìn thấy được thân kiến này, ta tháo cái vô minh ra, ta tháo cái ái dục của ta ra, ta tháo cái nghiệp báo của ta ra, ta tháo cái chấp thủ của ta ra, để chúng ta nhìn thấy là gì? Đó chỉ rằng là gì? Sắc thọ tưởng hành mà. Thức mà thôi. Có đối tượng thì sắc có đối tượng thì thọ nó có đối tượng thì tưởng nó có đối tượng thì hành nó có thức nó có đối tượng thì có thức có. Trong chánh niệm và tỉnh giác, nhìn thấy đối tượng thì thấy được cái nó có. Từ nơi đó chúng ta thấy chỉ có pháp mà thôi. Ta gọi là pháp tùy quán. Nương vào pháp, quán sát được, thấy rõ được nó, ta diệt những cái gì